Đây là hiện trường vụ sạt lở vào khoảng 11 giờ 30 trưa ngày hôm qua. Có 4 căn nhà đã đổ sập xuống sông Cái Sắn. Vị trí sạt lở thuộc ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 4 căn nhà bị thiệt hại đều nằm cặp bờ sông Cái Sắn, tổng thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Rất may là không có thiệt hại gì người. Do sạt lở xảy ra bất ngờ nên nhiều vật dụng của người dân vẫn còn chìm dưới sông. Từ hôm qua đến sáng nay, chính quyền địa phương đã cho các phương tiện đến dò tìm, cẩu mốc những cái vật dụng để thông luồng giao thông thủy trên sông. Phía trên bờ, địa phương cũng đã tổ chức cắm mốc khu vực nguy hiểm, phân luồng giao thông. Do khu vực sạt lở có 2 trụ điện kéo đường dây vượt sông nên địa phương cũng đã cho gia cố 2 trụ điện này. Ông Đỗ Sĩ Nhường, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Vĩnh Thạnh cho biết, những hộ dân có nhà bị ảnh hưởng hiện đã được thu xếp chỗ ở tạm, đồng thời hỗ trợ thêm tiền gạo để vượt qua những khó khăn trước mắt. Hiện nay thì Ủy ban dân huyện Vĩnh Thạnh đã đề xuất Ủy ban dân thành phố Cần Thơ hỗ trợ mỗi một hộ bị thiệt hại do sạt lở 20 triệu đồng. Tính từ đầu năm 2019 đến nay thì ở địa bàn huyện Vĩnh Thạnh đã xảy ra 2 vụ sạt lở lớn như thế này.